chị vô còn sớm vấn đề là mấy giờ đâu xe đây rẽ phải ở đây này đúng không tôi gì rẽ phải chú nó cây vú sữa đây nè trong đây nè đi làm gốm bánh tráng hòn bèo chút nữa ra đây ăn luôn đây nè làm gốm trong này đi vô làm gốm thở dây trời đi vô đi không có cắn đâu hai đứa chọn ly hết hả? Sao không đứa chọn cái này chọn cái kia? Chọn tô thì là to quá. Là bình ho cũng được có. Là bình ho gì? Cắm ho vô cút cho mẹ. Thì không, bình hoa. Không có khó đâu, có ông nhau ai đi thử đi. Hoa này làm nhỏ. Cỡ, chị cắm một cái ho vô cũng được, nói cô đi. Là bình ho gì vậy cho mẹ? Hoa khá hơn hả? Hoa khá hơn vậy thôi. À, làm cho nó tròn hơn. Làm cho nó tròn nhất có thể luôn. Mày kia ăn sáng cho con ăn sáng tối lắm. Mày kia ăn sáng xuống 6 giờ dậy rồi hả? Hè cũng bị 6 giờ dậy nha. Dậy rồi. Hả? Làm hết việc nhà của mấy Nhi giao chưa? Rồi hả? Mày kia phải... Đập thôi. Cái em mở khẩu trang cho mát hả? Xoay vô chính giữa bàn xoay nhìn từ trên xuống dưới chứ không nhìn gì chứa vô mình sẽ đi vô phải nghe chú chỉ
tịch. Bây giờ bắt đầu vô làm cái quay. Làm lại. Chọn màu để tô cái ly. Hai chị em chọn màu. Như tô màu hồng, thế là mai kia cũng tô màu xanh. Ăn đứa màu hồng, đứa màu xanh đúng không? Không có màu hồng. Màu hồng này nè. Đỏ. Nhớ con tôm màu xanh lá cây à? Không.
con lấy cái màu này để con đáp rồi. Bây giờ chị đem đi nung, 2 tuần sau, 10 ngày sau sẽ nhận, người ta sẽ gửi về nhà. Tùy con thôi, sở thích của con thôi, con suy nghĩ cái gì á, con vẽ cái đó. Sao vẽ thêm thì nó là xấu. Ý tưởng của con cũng vẽ sao thì con cứ vẽ đi. Thử thử đi rồi lần sau mình thử tiếp. Rút kinh nghiệm. 401 cái ly này thì cứ giờ cứ từng một ngày là bỏ uống bên 30.000, 40.000. Con từng đi làm lần. Con với chị Mai Kè á chứ. Không còn một ít nữa, một quý nữa. Giờ làm xong rồi, bây giờ để thành phẩm cho nó khô. Xong rồi là mới 10 ngày tới 20 ngày người ta sẽ gửi về cho mình. Sao? Ăn này không? Ăn bánh tráng gì không? Chỉ hai đứa muốn ăn như vậy nè. Muốn nước hả? Đi vô mua nước, có bán nước kìa con. Nó sà sữa. Mấy kêu như đưa cho chị Mai Kêu uống nước chứ.